đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có nhiều phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới phía tay phải màn của các bạn để nhận được những tin tức mới nhất hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Trong chương mục bản tin thể thao hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất hấp dẫn nhất về thể thao Việt Nam. Xin mời quý Xuân Trường nhận đại ngộ thuộc mức cao nhất Đông Nam Á ở Dam. Đây là tiết lộ của ông Lee Dong Jun, quản lý của huấn luyện viên Bắc Hang Seo và cũng là người đưa tiền vệ lương Xuân Trường sang thi đấu cho câu lạc bộ Dam United tại Thái Lít Quang. Thái Lít Quang, ngày 9 tháng 2, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đưa ra thông báo chính thức về việc tiền vệ lương xuân trường đã có buổi kiểm tra sức khỏe thành công và đủ điều kiện để khoác áo câu lạc bộ Buriram United ở Thái Lan. Dự kiến vào ngày 10 tháng 2, Xuân Trường sẽ gia nhập đại bản doanh Buriram United và có buổi ra mắt lãnh đạo, ban huấn luyện và các đồng đội mới. Phía câu lạc bộ Buriram United vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về bản hợp đồng với tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Còn trang web chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt cho biết Xuân Trường được định 50.000 euro và sang Thái Lan thi đấu dưới dạng cho mượn trong vòng một năm. Đến nay chưa có bên nào công khai về mức lương cụ thể mà Xuân Trường sẽ nhận được tại Buridam United. Tuy nhiên mới đây, ông Lee Dong Chun, quản lý của hướng luyện viên Bắc Hang So và cũng là người đưa Xuân Trường đến Buridam, có những tiết độ với truyền thông Hàn Quốc về thu nhập của đội phó tuyển Việt Nam tại Thái Lan. Ông Lee chia sẻ, tôi không thể nói rõ nội dung cụ thể, nhưng mức đãi ngộ của Xuân Trường sẽ thuộc hàng cao nhất Đông Nam Á. Cậu ấy sẽ nhận được khoản thu nhập lớn mà không dễ dàng được chi trả ở Khalid. Trang Chungan Gandali dẫn lời người quản lý của ông huấn luyện viên Bắc, điều đó có nghĩa là Budidam đang hy vọng nhiều vào Xuân Trường. Ông Lee cũng được biết đến là người tạo nên làn sóng được các huấn luyện viên người Hàn Quốc sang Việt Nam làm việc. Buriram United được biết đến là một trong những đội bóng thành công nhất tại Thái Lan lúc này. Trong vòng thập kỷ qua, đội chủ sân Jan Arena có tới 7 lần vô địch giải quốc nội, thường xuyên góp mặt và lọt vào vòng knock out tại đấu trường danh giá AFC German League của châu Lục. Không riêng gì Xuân Trường, bóng đá Việt Nam vừa còn chứng kiến những chuyến xuất ngoại của thủ môn Đặng Văn Lâm, ký hợp đồng 3 năm sang Moan thông United ở Thái Lan hay công phượng đến Hàn Quốc khoác áo Incheon United trong một năm dưới dạng cho mượn là bầu trong những người đóng vai trò quan trọng giúp cho các cầu thủ Việt Nam sang nước ngoài thi đấu. Ông Lee bày tỏ quan điểm, nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam được đào tạo kiến thức cơ bản tại các lò đào tạo ở châu Âu, trong đó có cả ngoại hạng Anh. Ông Lee chia sẻ, khá nhiều người có khả năng cạnh tranh tốt nếu họ thích nghi được với môi trường chơi bóng xa lạ như ngôn ngữ văn hóa và thực phẩm. Theo người đại diện này, việc quốc tế hóa sẽ giúp cho các cầu thủ sớm tích lũy thêm kinh nghiệm và trôi dồi kỹ năng thi đấu trong môi trường bóng đá phát triển. Xuân Trường hoàn tất kiểm tra y tế chuẩn bị ra mắt Buriram United. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị khoác áo nhà đương kim vô địch Thalich Wan. Theo thông tin từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, vào ngày 9 tháng 2, tiền vệ lương Xuân Trường đã có buổi kiểm tra sức khỏe thành công và đủ điều kiện để khoác áo câu lạc bộ Budiram United ở Thái Lan. Dự kiến vào ngày 10 tháng 2, đội phó của đội tuyển Việt Nam sẽ gia nhập đại bản doanh Budiram United và có buổi ra mắt lãnh đạo, ban huấn luyện và các đồng đội mới. Trong thời gian Xuân Trường trong thời gian Xuân Trường khám sức khỏe, đại diện câu lạc bộ Buriram United đã đưa lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu bởi trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đi thăm đội bóng. Theo cập nhật của trang web chuyển nhượng quốc tế uy tín Transfermarkt, Xuân Trường sẽ chuyển tới Buriram United dưới dạng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai. Cầu thủ này được định giá 50.000 euro, ngang hàng với nhiều đồng nghiệp ở đội bóng mới. Dù nhà vô địch Thalit cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức nào về vị chiêu mộ tân binh đến từ Việt Nam, một số tờ báo Thái Lan đã đưa tin về thương vụ này. Trang Go, phiên bản Thái Lan cho biết với quy định mới của Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT, chấp thuận tăng số lượng cầu thủ Đông Nam Á trong một đội bóng lên 3 người. Xuân Trường trở thành cầu thủ ASEAN thứ ba của Budidam United bên cạnh Javier, Batino và Stefan Pala đều đến từ Philippines. Trước đây, quy định của nước này cho các cầu thủ nước ngoài phải tuân theo chương trình 3-1-1, nghĩa là có 3 cầu thủ không phải quốc tịch châu Á, một cầu thủ châu Á và một đến từ Đông Nam Á. Tờ True ID Sport nhận xét về sự nghiệp thi đấu của Xuân Trường. tiền vệ 23 tuổi từng chơi bóng ở Incheon United và Gang quân FC thuộc League, trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam chơi bóng ở Hàn Quốc. Đội tuyển Việt Nam của Xuân Trường cũng vừa vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào top 8 đội mạnh nhất tại Asian Cup 2019. Như vậy, kỳ chuyển nhượng đầu năm 2019 đã chứng kiến hai cầu thủ của Việt Nam xuất ngoại sang Thái Lan. Trước xuân trường, thủ môn Đặng Văn Lâm đầu quân cho câu lạc bộ Moan Thông United với bản hợp đồng trị giá hơn 500.000 đô la Mỹ, hơn 11 tỷ đồng. Thu nhập của cựu thủ thành, câu lạc bộ Hải Phòng được cho là hơn 10.000 đô la Mỹ mỗi tháng, 230 triệu đồng. Ngoài ra, Moan Thông cũng cung cấp nhà, xe riêng và thưởng thêm tùy theo thành tích cá nhân của Văn Lâm và đội bóng ngày 22 tháng 2 tới, Thái Lịch Quan chính thức được khởi tranh. Buriram United sẽ là đối trọng của Muang Thong United với cuộc đấu đầu lượt đi giữa hai đội bóng này diễn ra vào ngày 26 tháng 5, 2019. Quang Hải, ngôi sao sáng của nền bóng đá Việt Nam ở một quốc gia mà tình yêu bóng đá không tỷ lệ thuận với trình độ chuyên môn như Việt Nam, khái niệm ngôi sao được nhắc đến nhiều nhưng mấy ai đủ tầm Tuy nhiên hiện tại chúng ta có thể tự tin khẳng định đang sở hữu một ngôi sao thực thụ, người mà khi cả dân tộc hướng tầm mắt về, anh luôn bừng sáng, đó là cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Quang Hải nổi lên từ sớm ngay ở các lứa trẻ cấp câu lạc bộ cũng như là đội tuyển quốc gia, trình độ nhỉnh hơn các bạn đồng trang lứa là không phải bàn cãi, nhưng việc Quang Hải có thể lột xác trở thành một cầu thủ xuất sắc cấp cao nhất vẫn nằm trong sự ngờ vực. Đơn giản Quang Hải chỉ cao 1m68, với một cầu thủ có dáng vóc khiêm tốn như vậy, đặt anh ở vị trí nào trong bóng đá hiện đại, vốn chuộng sức mạnh như bây giờ. Đương nhiên, sân cỏ quốc tế vẫn hàng ngày chứng kiến Lionel Messi hay là Marco Verratti, những cầu thủ cũng chỉ cao dưới 1 m bảy tỏa sáng đều đặn. Nhưng đó là thế giới, là biển lớn, để xác suất tìm được các tài năng dị biệt như vậy lớn hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng nên nhớ cũng chỉ dừng lại, ở mức là một trên vạn đặt vận mệnh của cả một đội tuyển một quốc gia có hơn 95 triệu người lên vai một chú bé mới 21 tuổi và cao 1m68 liệu có phải là quá phiển phong? Thực sự, nếu là hơn một năm trước câu trả lời có thể là có, Quang Hải dù giành được một suất đá chính ở câu lạc bộ Hà Nội thì vẫn chỉ là một tân binh của đội tuyển quốc gia. Trước mắt anh còn bao nhiêu đàn anh, bao nhiêu tượng đài sống, thậm chí cả những bạn đồng trang lưới, đồng trang lứa được đánh giá nhỉnh hơn. Năm 2017, Quang Hải mới ra mắt đội tuyển Việt Nam và thi đấu chỉ vỏn vẹn 3 trận trong năm đó. Nhưng thời gian qua đi, mang theo hướng lượng viên Bắc Hăng so tới cùng những bất ngờ của số phận, Quang Hải cũng bị cuốn vào vòng xoay đó. Từ vòng chung kết U23 châu Á 2018, chiến dịch Village năm 2018 cùng với Hà Nội, ASAT 2018, AFF à, Cup 2018 và Asian Cup năm 2019, tất cả trôi đi như tên bắn, gói gọn 365 ngày, có lẽ vào một cú lắc người điệu nghệ của chàng trai nhỏ bé kia. Thật không thể tin được, quan hải bé bỏng ngày nào giờ là trụ cột của Việt Nam, hơn một năm qua là hành trình kỳ diệu, đánh dấu từng mốc son chói lọi trong sự nghiệp non trẻ của chàng trai sinh năm 1997 này. Quang Hải từng bước leo lên và khi bất chợt quay đầu lại đã thấy mông lung phía sau còn đôi chân thì chạm đỉnh thật rồi. Một năm sau, Quang Hải thi đấu 61 trận, ghi 21 bàn và đoạt hai danh hiệu lớn. Anh có lần đầu tiên giành quả bóng vàng Việt Nam một cách vô cùng thuyết phục. Và như tất cả đều biết, chỉ vài chục tiếng trước, Quang Hải lại vừa vẽ lên một tuyệt phẩm vào lưới Gia Minh ở tận các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, xa xôi. Trước Quang Hải, có bao nhiêu cầu thủ Việt Nam có thể xuất phạt thành bàn? Có nhiều, trước quan hải có bao nhiêu cầu thủ việt nam có thể xuất phạt thanh bang trong thời khắc quyết định có trước quan hải có bao nhiêu cầu thủ việt nam có thể xuất phạt thanh bang trong thời khắc quyết định trồng trả hơn một năm trời đến đây xin phép được không trả lời Sư phạt hàng rào là một kỹ năng trời ban, thật vậy ai cũng có thể tập luyện, chỉ cần một quả bóng, một khung thành và một hàng rào bằng nhựa. Nhưng có mấy người thực hiện thành công trên sân tập rồi áp dụng được lúc thi đấu. Quang Hải đã miệt mài trui rè ngón đòn này đằng đẵng để đến bây giờ sở hữu một cái chân trái có thể đưa quả bóng đi vào bất cứ đâu trên khung thành. Nhưng nếu xuất phạt chỉ là chuyện của kỹ thuật chuyên môn thì mọi thứ đã quá đơn giản. Nhưng không, vấn đề chính nằm ở tâm lý tớ ưu hóa những quả suốt trong tâm thế thoải mái trên sân tập và những pha bóng một mất một còn ngoài thực chiến là chuyện của đẳng cấp. Ở đây quan Hải không chỉ nâng tầm cái chân trái của mình mà còn lột xác bản lĩnh chỉ một cô thủ li lợm lạnh lùng bình yên đến khó tả trong tâm trí khi mà quan cảnh bên ngoài xôn xao hỗn loạn nó có thể tạo nên pha chạm bóng vẽ nên những đường công siêu hạng siêu phẩm vào lưới uzbekistan trong trận chung kết u 23 châu á bàn thắng vào lưới lào tại aff cup hay mới nhất là pha lập công vào lưới của gia minh tại asian cup đều có chung công thức như vậy những khoảnh khắc ghi bàn của Quang Hải thật kỳ diệu, nhưng giá trị của anh không chỉ nằm ở đó. Quang Hải mới ghi một bàn trên đất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhưng vai trò của anh thì bao trùm tập thể. Hãy để ý một chi tiết nhỏ, khi huấn luyện viên Bắc Hang So rút Xuân Trường khỏi sân, Quang Hải từ một tiền đạo lại được bố trí lùi về sau làm nhiệm vụ điều tiết bóng. Anh làm đơn giản gọn gàng nhưng cũng đầy hiệu quả. Tuyến giữa của Việt Nam được quán xuyến hoàn hảo bằng một người không chuyên. Âu cũng chỉ có thể nói là đẳng cấp mà thôi. Trước Quang Hải có cầu thủ Việt Nam nào từng xuất sắc đến vậy, có lẽ chỉ trong giấc mơ mà thôi. Mọi thứ nằm ở việc đúng thời điểm, khi mà sức ép là khủng khiếp nhất, anh vẫn tỏa sáng, bằng bàn thắng, kiến tạo hay một đường truyền siêu việt thì anh chính là ngôi sao. Quang Hải chính là như vậy, sáng bừng một năm nay chắc chắn là hào quang tỏa ra từ người chàng trai nhỏ bé này. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Nếu quên nhấn nhiều đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hay mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.